đến khi chết người mẹ mới phát hiện đứa con gái lừa mình đi nước ngoài, lại trốn ở quê nhà cũ, mở một quán ăn nhỏ. Bốc ra cảm thấy không thể tin nổi. Bà không hiểu sao con gái mình đang làm giáo sư ở Mỹ, bây giờ lại làm những việc chân tay thế này còn hết sức vui vẻ. Thật là không hiểu nổi. Thấy có khách đến ăn, Jin Ju hết lòng phục vụ họ. Bà bốc ra tức giận cực độ. Trong mắt bà, con gái mình chưa bao giờ nấu ăn, nhưng bây giờ cách muối kim chi của cô lại giống hệt bà khi xưa. Bốc ra luôn mong con gái mình đừng đi theo bước mình mới ép cô cố gắng học hành. Kết quả lại làm người ta thất vọng. Ôi trời, lãng phí bao nhiêu thời gian. Làm gì được nữa chứ. Nhà hết nước tương nên Jin Ju đạp xe đến cửa hàng tạp hóa. Bà hàng xóm lại không muốn bán cho cô. Cô đi chỗ khác mua đi. Nhìn thấy cô là tôi bực mình. Đi đi. Ôi cháu còn phải mở tiệm đấy. Bán cho cháu đi mà. Cô nằng nặc năn nỉ bà hàng xóm mới miễn cưỡng đưa ra một chai nước tương. Jin Ju không hề tức giận vì bà hàng xóm thân với mẹ cô từ bé. Bản thân cô trông có vẻ sa ngã mới khiến bà cảm thấy oán trách. Ôi bốc ra ơi, bà có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi, bạn già ơi. Jin Ju về nhà lại bận rộn còn lấy ra cái bếp mẹ cô từng dùng. Nhìn thấy cảnh này, bốc ra xúc động không nói nên lời. Hồi xưa vì để có thể nói chuyện với con gái, bà đã đặc biệt gọi điện cho cô. Khoe với con gái rằng bà mới xây một cái bếp bằng gạch. Miệng bếp còn bôi bùn trông đẹp lắm. Nếu đặt một cái nồi sắt lên đó nướng thịt ba chỉ béo béo chắc chắn sẽ rất ngon. Khi nào con về nhà một chuyến đi, chúng ta nướng thịt ba chỉ ăn. Mẹ ơi, bây giờ con phải lên lớp rồi. Nghe thấy con gái bận rộn, bốc ra cuối cùng hỏi khi nào cô đi Mỹ. Jin Ju lại lạnh lùng cúp máy. Đứa con gái ác độc này, thích đến thế sao cái con bé này? Chạy đến một đất nước xa xôi như thế, trước khi đi cũng không thèm lại gặp mình một cái. Khi bà đang than vãn thì đậu ở trong chảo suýt nữa thì cháy. Jin Ju pha cho mình một ly cà phê, ngồi dưới ánh hoàng hôn ngân nga hát. Này con còn có tâm trạng hát hả? Cái con nhỏ này, con thật sự có tâm trạng mà hát hò đấy à? Ngứa tai quá. Có ai đang mắng mình à? Đúng rồi, mắng con đấy, cái con bé này. Có nghe thấy không hả? Sau khi ăn tối, Jin Ju uống vài ly rượu. Cô nằm trên giường quay qua quay lại. Bỗng nhiên cô ngồi bật dậy chạy ra ngoài thở hổn hển. Sau khi nhịp tim ổn định lại, cô lại chạy điên cuồng trên đường. Cuối cùng dừng lại ở một cây cầu. Con điên rồi. Con thật sự muốn phát điên rồi mẹ ơi. Vì mẹ mà, con cảm thấy không thể sống nổi. Bốc ra theo sau không hiểu chuyện gì. Ngày hôm sau bà cùng con gái đến bệnh viện mới biết con gái mình bị trầm cảm. Mỗi đêm cô đều sẽ nhớ đến bà. Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tôi sẽ nghĩ đến nó. Hóa ra một mình Bốc ra không thể nuôi được con gái. Để cho cô có một môi trường sống tốt hơn, chỉ có thể gửi cô ở nhà em trai. Mỗi tháng bà sẽ đến thăm cô một lần. Jin Ju hiểu chuyện không khóc lóc nghe theo sắp xếp của mẹ. Mà đây cũng đã trở thành nỗi đau cả cuộc đời này của cô. Bốc ra ngồi ở ghế sau im lặng quan sát. Bà cùng Jin Ju đến ga đón một người bạn. Lúc ba người quay về thì bất ngờ bị một nhóm dân làng chặn đường. Mọi người cầm biển bảo con gái của Bốc ra cút khỏi làng. Jin Ju đã quen với điều này. Cô vào nhà chiên vài miếng trứng, còn nấu một nồi mì trước mặt mọi người. Rất nhanh một bát mì nóng hổi đã ra lò. Jin Ju mời mọi người đến ăn thử, biểu tình cũng phải no bụng đã. Dân làng không biết ơn lại còn thúc giục Jin Ju nhanh chóng dọn đi. Vì cô cứ ở lì tại căn nhà cũ không chịu đi, nhà đầu tư không thể xây sân golf. Nghe nói làm cỏ cho sân golf còn kiếm tiền nhiều hơn cày ruộng. Sau này bọn họ còn phải dựa vào công việc này mà sống. Bà hàng xóm không nhìn được đám người già lắm chuyện này, ra mặt giúp Jin Ju giải quyết rắc rối. Sau khi về đến nhà, bà ngồi trên ghế dài nói với Bốc ra. Jin Ju bây giờ nấu ăn còn giỏi hơn bà. Có bạn đến thăm Jin Ju lâu lắm rồi mới nở nụ cười. Người bạn Mi Jin cho rằng cô ở quê một mình quá cô đơn. Jin Ju coi đây là một loại trừng phạt. Vì khi cô nhận được tin mẹ qua đời lúc đang ở Mỹ, do trễ chuyến bay 2 ngày khiến cho cơ thể của mẹ phải ở trong căn phòng lạnh lẽo thêm 2 ngày. Câu nói này làm Bốc ra giận dữ. Mẹ chết rồi thì có liên quan gì tới con chứ? Cái này là vì cậu ở Mỹ. Bởi mới nói, rõ ràng cũng có chỗ ở Seoul. Tại sao cứ phải chạy đến Mỹ làm mấy chuyện này chứ? Điên mất thôi trời ơi! Này, con có bỏ trốn đâu, con đi làm giáo sư kia mà. Ây, mình thật sự điên mất thôi. Đến giờ trưa, Jin Ju chuẩn bị bánh xếp để chiêu đãi bạn. Để làm ra hương vị của mẹ, cô đã liên tục ăn 100 cái. Cho đến khi nôn ra cũng không thể sao chép được hương vị của mẹ. Bỗng nhiên cô nhớ ra lời của bà hàng xóm. Không hiểu sao mẹ cháu lại cho cái này vào bánh xếp, ngọt quá. Jin Ju bận rộn đến tối. Cuối cùng cô học theo dáng vẻ của mẹ làm ra những chiếc bánh xếp giống hệt bà. Mi Jin ăn thử một miếng thấy quá nhạt. Jin Ju giải thích cô từ nhỏ đã không ăn được cay. Cái này là mẹ đã đặc biệt nghiên cứu làm riêng cho cô. Cứ nói mãi cô lại kể đến chuyện sau khi mẹ tái hôn. Có một lần mời cô đến nhà một nấu một bàn đầy những món cô thích ăn. Không phải con thích trứng cuộn sao, mau ăn đi. Nhưng Jin Ju chưa kịp ăn, chuông cửa bỗng vang lên. Bà người đi chơi vốn mai mới về lại về sớm. Ai đây hả? Là con gái của dì à? Hôm nay con bé tan học sớm muốn mời nó ăn bữa cơm rồi đi. Hành động này của Bốc ra làm chồng bà bực mình. Ông ta nói với Jin Ju với giọng chế nhạo, bảo cô sau này phải học hành thật tốt. Dù sao vì để cô có thể đi học, mẹ cô mới phải ở đây.
đừng quên ăn cho hết mấy thứ rác rưởi trên bàn. Chân tay của mẹ cháu to thật đấy. Jinju bị sỉ nhục bỏ chạy ra ngoài. Bốc ra cầm theo một túi thức ăn nhỏ đuổi theo. Không phải là du lịch gia đình sao? Sao mẹ lại không thích? Mẹ không thích ngồi máy bay. Rõ ràng mẹ đã ngồi máy bay bao giờ đâu. Vì muốn gặp con ấy. Bốc ra đợi con gái lên xe buýt bảo cô lần sau nhất định phải đến. Jinju hỏi mẹ rằng cô có thể không học nữa không? Cô bây giờ đã có khả năng kiếm tiền nuôi mẹ muốn sống cùng mẹ. Bốc ra lại bảo cô nhất định phải học tiến sĩ. Đợi sau này giàu có họ lại sống cùng với nhau. Vừa dứt lời Jinju lập tức lạnh lùng bước lên xe buýt. Cô khóc thét lên ở trên xe. Và kể từ giây phút đó cô quyết định phải học tốt để thoát khỏi nơi này. Bốc ra nghe xong những lời này ngồi ngoài hiên nhà âm thầm buồn bã. Lúc này có một người đàn ông không mời mà đến. Jinju đi ra thì thấy là bạn trai cũ mới biết là cô bạn Mijin đã tiết lộ địa chỉ của cô. Jinju mời anh vào nhà bảo anh quên cô và nhanh kết hôn đi. Vì cô không thể chấp nhận ngày cưới người ngồi ở vị trí chủ hôn không phải là mẹ mình, mà là người cậu và mợ giám hộ. Tất cả là lỗi của anh nên ngăn mẹ mình lại. Thấy đối phương không phải đến tưởng niệm mẹ mình, Jinju lên tiếng tiễn khách. Điều này khiến Bốc Gia cảm thấy tự trách hơn. Bà đã chết rồi còn cản trở hạnh phúc của con gái. Mình không đủ tư cách để ngồi ở vị trí chủ hôn. Cái thứ mãi không chịu chết đi này, tại sao còn cản trở nó chứ? Gặp người tốt rồi sinh con, đó mới là phúc. Còn thế này là sao đây hả? Mình đá nó bằng chân à? Bốc Gia bỗng nhiên phát hiện mình có thể chạm vào đồ vật. Vội vàng chạy đến trước mặt con gái muốn để cô nhìn thấy mình. Nhưng kết quả lại khiến bà vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau tử thần tìm đến Bốc Gia vì đã vi phạm quy tắc chạm vào đồ vật. Kế hoạch 3 ngày nghỉ phải kết thúc sớm. Nhưng Bốc Gia đang nổi giận không để ý đến anh ta, mà lại theo sau con gái đến mộ của mình. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Bốc Gia. Jinju hối hận vì chưa từng cùng mẹ ăn sinh nhật. Mà mỗi năm đến ngày sinh nhật của cô mẹ đều gọi điện bảo cô ăn mì thập cẩm. Ý nghĩa là trường thọ. Biết trước thì đã làm chút mì thập cẩm rồi. Bà ấy cũng đã đi rồi nấu còn có ích gì nữa. Phải là nấu khi bà ấy còn sống mới đúng chứ. Bốc Gia ở bên cạnh giải thích bà muốn không phải là những thứ đó. Mà là con gái nhanh chóng trở lại Mỹ làm việc. Làm gì đấy, đi thôi. Tôi đang bực bội đấy. Đừng có bực nữa, đi thôi. Trên đường về tử thần nói không ngừng. May là con chó mà Bốc Gia nuôi chạy đến lại còn có thể nhìn thấy hai người. Tử thần sợ chó bỏ chạy ngay lập tức. Bốc Gia không còn cái đuôi theo sau đã cùng con gái tiễn Mijin đi. Khi quay về thì đi qua một cửa tiệm McDonald's, cô nhớ đến vài chuyện trong quá khứ. Bốc Gia lớn tuổi sống cô đơn ở quê. Mỗi ngày đều gọi điện thoại cho con gái nhưng lần nào cũng bị cô cúp máy. Bốc Gia nhớ con gái quá chỉ đành lấy cớ đưa đồ ăn đến để thăm cô. Nhưng cô lại không hề thấy biết ơn. Đã biết con ở có một phòng đơn lại còn mang cả đồng đến. Chúng ta có phải là quan hệ cùng sống dưới một mái nhà không? Mẹ và con gái ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không được sao? Buổi tối nằm cùng nhau nói chuyện một lát cũng không được sao? Thế mẹ có nuôi con như những người mẹ khác không? Bốc Gia bị đuổi ra ngoài. Bà nhìn thấy dưới nhà con gái có một cửa hàng 24 giờ, nên đã đi vào và mua một cây kem. Nghĩ rằng ngày mai con gái đi làm sớm còn có thể nhìn cô thêm được một chút. Jinju lo lắng theo bà ra ngoài. Mẹ cô gửi cho cô một tin nhắn nói mình đã lên xe về nhà, bảo cô nhớ ăn no rồi mới ngủ. Jinju cảm thấy rất khổ sở nhưng mãi không dám tiến lên. Con có nhìn thấy không? Hóa ra con vẫn luôn thấy hả? Mẹ đã quên rồi. Sao con còn để bụng những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Làm cha mẹ chỉ muốn nhớ những điều tốt đẹp thôi. Cho nên con cũng quên đi nhé. Bốc Gia mong con gái có thể quên đi những hồi ức này theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Nhưng lời của bà đã không thể truyền đến tai con gái. Sau khi Jinju về đến nhà, bà hàng xóm mang vài chai rượu đến. Lúc nói chuyện phiếm, bà kể Bốc Gia trước đây cũng rất thích đọc sách. Cứ rảnh ra lại ra ngoài mượn sách đọc. Nhưng trong nhà cứ sai bà làm việc khiến bà không có thời gian đọc sách. Huống chi ở thời của bọn họ con gái chỉ có thể học đến cấp 2. Bốc Gia bị ép rời khỏi làng đi ra ngoài làm công. Tiền kiếm được còn phải gửi trợ cấp về nhà. Tiền học của cậu cháu đều là do mẹ cháu vất vả kiếm được đấy. Mẹ cháu có lòng tự trọng cao lắm. Jinju bỗng nhiên nhớ lại hồi nhỏ cô thật sự không nơi nương tựa. Mẹ cô chỉ có thể đi xin chủ nhà có thể đưa con gái theo lúc làm việc. Những ngày sống nhờ cùng mẹ. Dù thường xuyên phải để ý sắc mặt người khác, Jinju lại không hề cảm thấy mất mặt. Có một lần cô đang làm bài, mẹ cô vô tình làm lem màu quần áo của chủ nhà. Dù chủ nhà không đòi bồi thường nhưng mẹ cô khăng khăng muốn trả. Thím ơi, tôi hiểu tâm trạng của thím. Nhưng đã đến nhà người khác làm việc còn tự trọng cao như thế, sẽ khiến cả hai chúng ta không thoải mái. Thím cầm đi, không đúng, dù đến nhà người ta làm việc. Trước mặt con cái gì cần trả thì cũng phải trả. Bốc Gia nói xong chuẩn bị đưa con gái đi. Mà lúc rời đi, Jinju cũng để lại tờ 100 mà chủ nhà cho cô lên bàn. Mặc dù Bốc Gia cứng rắn được một lúc, nhưng tháng này bọn họ không thể trả nổi tiền thuê nhà. Đúng lúc này có một người mai mối đến tìm Bốc Gia, nói có một người đàn ông thích bà. Đối phương sẵn sàng chịu trách nhiệm tất cả học phí của Jinju. Cho cô đi du học cũng không thành vấn đề. Nhưng trong nhà người đó đã có hai đứa con. Jinju đến đó thì phải để ý sắc mặt người ta. Cô đã xinh đẹp lại còn tháo vát, bên nhà trai hài lòng về cô lắm đấy. Bỏ qua cơ hội này thì cô cứ việc hối hận thôi.
Sau đó bà ấy đưa cháu đi rồi tái hôn. Bà ấy nghĩ là giao cháu cho người em trai làm giáo viên thì an tâm hơn. Kết quả bốc ra để con gái ở nhà người khác. Còn cả đời bà ấy lại hết sức cô đơn. Nếu mẹ cháu không gửi tiền về, cậu và mợ đối tốt với cháu được như vậy sao? Cháu hiểu hết. Sau khi mẹ mất, Jin-ju mới dần dần hiểu được đạo lý này. Bản thân cô trốn sang Mỹ không gặp bà lại sống khổ sở biết bao. Bây giờ cô muốn bù đắp lại những lỗi lầm gây ra với mẹ, nhưng không biết phải truyền đạt thế nào. Có lẽ chỉ khi cô chết đi mới có thể nói chuyện với mẹ được thôi. Câu nói này làm Bốc Gia hoảng sợ. Bà sợ con gái nghĩ không thông. Jin-ju lật nhật ký mà mẹ cô để lại ra. Không nghe máy của mình, bận làm sao? Tuyết rơi rất to rất trắng. Jin-ju nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Sinh con ra nuôi con lớn. Mặc dù mẹ rất yêu con, nhưng mẹ lại đau lòng vì con. Tại sao con lại ghét mẹ vậy Jin-ju? Mỗi lần đọc những trang nhật ký này, Jin-ju đều cảm thấy chua xót. Lúc này Bốc Gia mới hiểu ra con gái bà không vui vẻ được là do áy náy với bà. Mẹ thật sự không giúp ích gì được cho con. Bốc Gia xin tử thần giúp mình. Bà không muốn nhìn thấy con gái cả đời sống trong đau khổ. Bà muốn nói với con gái một câu không sao đâu. Tử thần đồng ý có thể giúp bà. Nhưng sau đêm nay Bốc Gia sẽ bị xóa hết ký ức về con gái. Dù hai người gặp nhau ở âm phủ, Bốc Gia cũng không nhận ra cô. Bốc Gia nghe xong lập tức ngã quỵ xuống đất. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bà lên tiếng. Vậy đi, tôi thì có gì quan trọng chứ? Jin-ju của chúng ta đang phải chịu khổ đấy. Rất nhanh Jin-ju vừa mở mắt ra đã thấy mẹ đang ở trước mặt. Mẹ đã đi đâu thế? Sao bây giờ mới xuất hiện? Con đang đợi mẹ à? Mẹ đã ăn cơm chưa? Mẹ không đói. Sinh nhật mà mẹ không ăn được một bát canh rong biển nữa. Con đã đợi mẹ cả ngày đấy. Jin-ju vội vàng vào bếp bận rộn. Không những nấu canh rong biển cho mẹ, còn nấu rất nhiều món thập cẩm. Bốc Gia lần đầu tiên ăn cơm do con gái nấu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Jin-ju còn mang thêm một đĩa bánh xếp. Bốc Gia nếm thử thấy giống hệt hương vị của mình. Có giống như của mẹ làm không? Ừ, giống hệt luôn, ngon lắm. Bốc Gia luôn mong con gái có thể cùng mình ăn sinh nhật một lần. Hôm nay ước nguyện này đã thành hiện thực. Ăn xong, hai người cùng ngồi ở bên ngoài ngắm trăng. Jin-ju thẳng thắn nói mình ở Mỹ thường nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ bên mẹ. Nhưng cô lại không gọi điện thoại cho mẹ. Con cứ nghĩ là mai sẽ gọi. Mai nhất định sẽ gọi. Rồi thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cô cảm thấy rất có lỗi. Cuộc đời đẹp như hoa đáng ra mẹ phải có được. Con sẽ sống nó thay cho mẹ, mẹ nhé. Nhưng con biết rõ điều này. Lại vẫn để mẹ sống cô đơn như thế. Xin lỗi mẹ, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn con vì đã nói như thế. Con gái của mẹ, Jin-ju. Bốc Gia nằm trên giường cùng con gái nói chuyện. Đó là cảnh tượng bà từng mơ ước. Sau khi Ju con gái ngủ, tử thần cũng bắt đầu xóa đi ký ức trong đầu bà. Ngày hôm sau Jin-ju tỉnh dậy như biến thành một người khác. Hơi ấm còn sót lại trên giường giúp cô chắc chắn tối qua mẹ cô đã đến. Cô gọi điện thoại cho Mi-jin nói tuần sau cô sẽ đi Seoul một chuyến. Lúc này một cơn gió thổi đến lật trang sổ tay sau lưng cô. Trên đó là lời chúc mẹ cô viết đêm qua. Bà cầu nguyện Jin-ju có thể sống đến 100 tuổi. Cảm ơn cô vì đã là con gái của bà. Đồng thời bà cũng cảm thấy rất có lỗi. Cuối cùng bà bảo Jin-ju nhất định phải đến tìm mình. Dù bà có thể quên cô, nhưng nếu có thể gặp lại một lần bà chắc chắn sẽ vui mừng vô bờ.